Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Tiết mục tiếp theo đây sẽ mang đến cho quý vị một thông điệp ý nghĩa về cuộc sống và sự tái sinh. Chúng ta sẽ cùng chào đón Lộc Vương, một tràng hoa tay nồng nhiệt thưa quý vị. Mặc dù là sở trường của mình nhưng mà mình cũng là không mấy tự tin, bởi vì là mình đã nghỉ nhảy nó là 6 năm rồi. Cái trình độ nhảy của mình so với cả những bạn khác là thấp kém hơn rất là nhiều. Rồi cơ thể của mình sẽ bị chững lại. Điều này sẽ làm mình là chia tay sớm chương trình. Không có lý do gì phải về sớm cả. Khả năng nhảy múa hip hop tốt như vậy, biểu hiện cơ mặt tốt như vậy, và em biết cách nhập vai vào trong cái bài thi của mình. Thực sự em làm cho anh xúc động, tại anh thấy em nhảy như vậy, kỹ thuật cao như vậy, mượt như vậy, hay như vậy, anh rất tự hào em. Hà nghĩ rằng là bạn là một trong những thí sinh mà đáng gờm trong cuộc thi bước nhảy ngàn cân năm nay. Đã đến phần biểu diễn cuối cùng, mình sẽ gom toàn bộ những cái niềm đam mê nhảy múa đã ngủ sâu 6 năm nay và biến nó thành một cái thứ năng lượng để mình tỏa sáng trong đêm chung kết. Ngọc Anh ơi, quyết tâm chiến thắng! Hay quá. Thưa quý vị, một khi đã sống trọn vẹn rồi thì khi chúng ta tan biến hoặc là mất đi thì đó cũng chỉ là một cái sự khởi đầu cho một cái điều mới. Kết thúc bài, quý vị thấy chỉ còn lại hai bộ đồ trên sàn nhảy. Tôi đang quan tâm và thắc mắc là những phần còn lại nó đã đi đâu? Trấn Thành ơi, những phần còn lại đang hiện hữu ngay trước mắt bạn. Đây vẫn còn họ đây. Họ đã tái sinh. Tái sinh. Không, Ngọc Anh thì không. Ngọc Anh vẫn thon thả như thế này từ năm ngoái. Nhưng mà rõ ràng là Lộc Vượng đã tái sinh với một cái hình hài mới. Đúng, thưa quý vị, chấm dứt cuộc đời nặng nề, bạn Lộc Vượng của chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới linh hoạt hơn, nhẹ nhàng hơn, xoái ca, sẽ trở về với vợ và kỷ niệm 3 năm ngày cưới một cách mặn nồng. Anh ta sẽ về và có nhiều cháu bé sẽ ra đời nữa. Tôi tin chắc bạn rành quá. Hả? Bạn rành chuyện gia đình của Lộc Vượng quá. Thì đại khái là nói như vậy. Ha Hồ, bạn nghĩ sao? Xem bài nhảy thứ nhất và bài nhảy thứ hai thì đặt tên cho cặp đôi là cặp đôi trừu tượng và thích, gọi là thích những cái gì nó tĩnh lặng. Chắc có lẽ là giống tính cách của huấn luyện viên cũng như là bạn nhảy. Mình không đòi hỏi là bài nào cũng phải có một sự cao trào thì mới gọi là bài hay. Nhưng mà đúng là lúc đầu thì Hà nói về cái bài nhảy đầu tiên thì đúng là nếu mà chỉ để giải trí như vậy thì sẽ không hấp dẫn lắm. Bài này thì đầy chuyên môn phải không anh? Dạ. Đầy chuyên môn, đầy kỹ thuật. Và Hà nghĩ nếu như mà bạn không giảm cân một cách kinh khủng như thế này thì cũng thật là khó để thực hiện những cái điệu nhảy của múa đương đại
Yes. À, dạ, may quá em nói đúng. Dạ, lúc đó mấy cái động tác nó nhìn rất là sạch sẽ, rõ. Và nếu mà mình không có, giống như nói, cơ thể như hai bạn, cái bài sẽ nhìn khác, có thể nó sẽ nhìn hài hước. À, nhưng trong cái bài này, cái phần này, giống chị Hà nói, cái cảm giác nó không phải là một cái bùng nổ, nhưng mà nó rất là sâu lắng. Chúc mừng hai em, chúc mừng Lộc, Lộc Vượng. Và Hà thấy rằng là nhảy múa đương đại thì cái cơ thể mình phải giống như là nước vậy đó. Yes. Nó uyển chuyển và mình chạm tới nó giống như là một cái chất lỏng. Và Lộc Vượng cũng như là tất nhiên là huấn luyện viên của mình đã thể hiện, Hà nghĩ rằng là chạm tới được cái sự gọi là những người nào mà hiểu biết về múa, bộ môn múa đương đại, họ cũng sẽ cảm nhận được là bạn đã cố gắng rất là nhiều để có thể thể hiện được những bước nhảy như vậy. Và để thể hiện những bước nhảy như vậy thì Hà nghĩ rằng bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được Hà cũng như tất cả các khán giả ở đây một tràng pháo tay thật lớn cho cái sự cố gắng của Lộc Vượng. À, thưa quý vị, đôi khi chúng ta không phải cứ thấy là nó có cái gì đó rần rần thì mới là một bài hay. Nó giống như là nghệ thuật, chúng tôi chia ra làm nhiều cái cách để chúng tôi thể hiện. Có người thì sẽ thành công khi hát một bài nhạc rock quá là máu lửa. Nhưng đây là một bài acoustic rất là nhẹ nhàng và nó sâu lắng. Nó đòi hỏi cái sự cảm nhận của cái người tiếp nhận nó. Và Thành nghĩ là hai vị giám khảo đã rất là ủng hộ các bạn trong cái vấn đề chọn một cái bài nó khá là nó không có phổ biến như những cái bài mà phải trưng trổ kỹ thuật ra, nhưng mà đó là một cái sự luyện tập cực kỳ khó khăn. Tôi tin chắc anh Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi cứ ra hiệu liên tục là tôi muốn chặn Thành lại vì Thành nói nhiều cái điều nó trùng với suy nghĩ của tôi. Anh em mình lại Bluetooth nữa à? Đó là lý do vì sao chúng ta mặc đồ giống nhau thưa anh. Truyền thông mách bảo. Nhiều lần như vậy rồi đúng không? Bài thi của tụi em á, nó rất là sang, rất đẳng cấp. Và nó mang một cái thông điệp cao lắm. Và nó có cả mùi vị của hàn lâm. Đó là sự thật. Như các bạn có thể quan sát xung quanh mình nè. Vì sao là những cái bài kia thị trường chút xíu, hơi chợ một chút, mà sao nó nhận nhiều tiếng vỗ tay thế? Đó. Cho nên mình phải có một cái sự chọn lựa hết sức đúng đắn lần nữa để lấy được đám đông, lấy được thần dân. Đấy. Thì mình sẽ sau đó mình sẽ cho họ xem những cái phần hàn lâm sau đó nữa hơn. Đó là cách lựa chọn mà anh sẽ lựa chọn. Nó cũng giống như cái dòng nhạc mà anh đã lựa chọn. Đó. Để mà tiếp cận với người bình dân nhiều hơn là phải đu ở trên trời hát một mình nghe. Đó. Cho nên là anh đã chọn cái thị trường để lấy tiếng vỗ tay nhiều hơn. Đó là cái thích nhất với người ta đúng không ạ? Cho nên là rất sang, rất đẳng cấp, nhưng đòi hỏi mình phải có một cái trình độ nhất định để mới thưởng thụ được cái tinh tế đó. Trong khi là cuộc sống chúng ta đang có quá nhiều cần cái điều giải trí nhẹ nhàng và vui ngay lập tức liền. Đó, cho nên là rút kinh nghiệm cho lần sau. Đấy như nào. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Nghĩ như thế này thưa quý vị. Đã nói rồi, mỗi một thí sinh họ đến với cuộc thi với một cái cách nhìn, một cách đặt vấn đề khác nhau. Có thể là các bạn thí sinh khác sẽ cần nhiều hơn nữa những cái sự cổ vũ. Dĩ nhiên Lộc Phương cũng sẽ cần như vậy, nhưng mà bạn ấy mong muốn là đồng lại trong mình một cái gì đó như một món quà cho chính bản thân mình. Bạn hát. Có thể là như vậy là Thành, bởi vì Vượng là người đã có gia đình, bạn có vợ và có con rồi, cho nên có thể là về mặt suy nghĩ, về mặt tư tưởng thì Vượng có thể trưởng thành và lớn hơn các bạn còn lại. Vẫn nghĩ là như vậy. Và Vân cũng nghĩ rằng là tiết mục vừa rồi của Lộc Vượng cùng với Ngọc Anh á, biết đâu được là sẽ nhận được rất là nhiều những tin nhắn từ quý vị khán giả. Những khán giả có thể là trung niên hoặc các bạn trẻ có tính cách giống như là các bạn, họ sẽ cảm nhận được điều mà các bạn chia sẻ và họ sẽ thể hiện điều đó bằng cách nhắn tin với mã số 03 gửi về tổng đài 8369 để ủng hộ cho Lộc Vượng và Ngọc Anh. Vâng, thưa quý vị, soạn BN khoảng cách 03 gửi về 8369 bình chọn cho Lộc Vượng. Cảm ơn bạn. Và chúng tôi sẽ tạm nghỉ lao trong giây lát, sẽ quay trở lại với điểm số và kết quả cuối cùng của ba bạn thí sinh. Hy vọng quý vị sẽ theo dõi cho đến phút cuối cùng. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.